Thưa quý vị, như tiết mục ống kính phóng viên phản ánh vào ngày 17 tháng 12 năm 2022, dịp việc đường dân sinh phía dưới chân cầu Hưng Lợi lại xuống cấp, không đảm bảo an toàn giao thông, bụi đường ngập tràn. Về vấn đề này, Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều cho biết đã tiến hành khảo sát và có kiến nghị đơn vị quản lý để khẩn trương khắc phục sửa chữa. Đường dân sinh dưới chân cầu Hưng Lợi hiện vẫn thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý Đường bộ 4.5, trực thuộc Cục Đường bộ. Cuối tháng 10 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, Văn phòng Quản lý Đường bộ 4.5, Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều và Ủy ban Nhân dân phường Hưng Lợi đã kiểm tra thực tế và kết luận. Đoạn đường xuống cấp, hư hỏng, bong tróc, sụp lún, có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tuy nhiên, cho đến nay, đơn vị quản lý vẫn chưa có hướng khắc phục, buộc địa phương phải tự sửa chữa, chấp giá. Chúng tôi cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường, cũng vận động một số cái mạnh thường quân để mà sửa chữa tạm cái tuyến đường này để đảm bảo cái việc đi lại cho người dân. Tuy nhiên thì đến qua thời gian thì nó cũng tiếp tục nó bị xuống cấp. Do đó thì Phòng Quản lý Đô thị cũng đã có kiến nghị khu quản lý đường bộ 4.5 cũng sớm khẩn trương duy tu giảm giá sửa chữa cái tuyến đường này để đảm bảo cho người dân lưu thông trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã kiến nghị khu quản lý đường bộ 4.5 thì cũng rà soát lại cái hồ sơ để sớm bàn giao cho địa phương quản lý để tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện cái công tác duy tu sửa chữa để đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như là đảm bảo về vấn đề an toàn giao thông. Như vậy, đoạn đường này lại tiếp tục phải chờ khu quản lý đường bộ 4.5 làm hồ sơ thủ tục để bàn giao. Trong khi chờ đợi, quận Ninh Kiều đã làm trước công tác thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu nâng cấp. Theo đó, phải cải tạo lại toàn bộ tuyến đường thì mới sử dụng bền lâu. Cũng đặt hai cái đường cống hai bên để mà thoát xuống cái bờ kè của đường thoát xuống sông Thơ đó, bờ kè của cái tầm vu á. Rồi cũng nâng cấp cái mặt đường thảm nhựa nóng. Nói chung là phải xây dựng cái hệ thống thoát nước. Mong rằng khu quản lý đường bộ 4.5 sớm xúc tiến sửa chữa hay bàn giao sớm để các hộ dân sinh sống nơi đây được hít thở một bầu không khí trong lành của ngày xuân.